tre được hun khói và sáng tạo thành tranh. Bạn đã nghe đến chưa? Nếu chưa, hôm nay hãy cùng chúng tôi về với Bắc Ninh, mảnh đất trăng nghề, để được lắng nghe câu chuyện từ tre hun khói nhé! Đi khắp các đường làng ngõ xóm, đâu đâu cũng thấy trẻ trúc. Đó chính là làng Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, một làng nghề truyền thống có từ lâu đời, mà ở đây cuộc sống của người dân quê bao thế hệ đã gắn liền với trẻ trúc. Những cây tre được chọn làm tranh phải đảm bảo không được quá già hoặc quá non để tránh bị sơ hay nhăn. Tre không sâu và đều ống. Tre được ngâm nước trong 3 tháng để chống mốc, mối, mọt, co ngót và giữ nguyên màu sắc tự nhiên của tre trong mọi thời tiết. Sau khi được vớt lên, tre được nắn thẳng và xếp vào lò hun bằng rơm trộn với đất sét. Lò chỉ có khói, không có lửa và được chát kín nhiều ngày đêm. Tùy thuộc vào màu sắc yêu cầu, thời gian hun được điều chỉnh phù hợp. Nếu là màu nâu, thời gian sẽ ngắn hơn, trong khi màu đen bóng yêu cầu thời gian hun dài hơn và có thể phải hun nhiều lần hơn. Những mảnh vỏ tre được ghép vào nhau và bắt đầu quá trình sáng tạo nghệ thuật. Tranh tre không dùng bất kỳ một họa phẩm nào ngoài một chiếc dao mỏng, sắc để cạo lớp vỏ tre. Song song với việc gìn giữ và phát triển nghề, làng nghề tranh tre hun khói Xuân Lai còn kết hợp với du lịch địa phương, tạo nên các tour du lịch trải nghiệm cho du khách khi đến với mảnh đất trăm nghề. Tôi tin sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón các bạn đấy. Lấy ý tưởng chính từ dòng tranh dân gian Đông Hồ với hai gam màu là vàng và nâu đen trên chất liệu tự nhiên. Những bức tranh tre mang một vẻ đẹp mộc mạc mà gợi cảm, nên thơ mà sâu lắng đã được ra đời. Mỗi bức tranh tre mang cảm xúc riêng của người nghệ sĩ sáng tạo ra nó, nhưng tất cả đều đậm hồn dân tộc, truyền tải những thông điệp sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam.